Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của CryptoLitVN. Đây là CryptoLitVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLit mỗi ngày. Elon Musk bất ngờ đưa ra tiên lượng xấu về thị trường crypto. Tuần vừa qua, dường như có một đám mây đen che phủ tâm lý của các nhà giao dịch khi hàng loạt các tiên lượng xấu về bối cảnh kinh tế tài chính toàn cầu cũng như là thị trường tiền điện tử đã được đưa ra. Mới đây nhất, của CEO của Bitmain và ông chủ Tesla Elon Musk đã đưa ra những nhận định tiêu cực nhất có thể xảy đến với không gian tiền số trong thời gian tới. Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu CEO của nền tảng phát sinh tiền điện tử hàng đầu Bitmain, cho biết thất bại của Terra là hệ quả của môi trường kinh tế vĩ mô khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed tăng lãi suất và thắt chặt bảng cân đối kế toán. Đi sâu vào nguyên nhân gây ra tình trạng suy thoái gần đây của hệ sinh thái Terra, anh đồng ý với đề xuất rằng thị trường giảm nhu cầu rủi ro trên diện rộng đã thúc đẩy các nhà đầu tư mạo hiểm rút tiền từ khoản đầu tư từ Luna cùng một lúc, cuối cùng dẫn đến khủng hoảng thanh khoản khiến giá của stablecoin lao dốc. Khi được hỏi về những dự đoán của anh cho tình hình sắp tới của thị trường, mặc dù hy vọng giá đã chạm đáy, nhưng Hayes cho biết thị trường rộng lớn hơn sẽ tiếp tục bất ổn và nhấp nhô trong ngắn hạn. Anh nhấn mạnh chỉ có Fed thay đổi chính sách hiện tại quyết liệt mới có thể mang thị trường trở lại. Hành động giá thay đổi sẽ làm giảm vốn của các trader ngắn hạn nửa tin nửa ngờ rằng thị trường đã chạm đáy. Đây là lý do tại sao bức tranh chính trị và kinh tế vĩ mô phải hợp nhất lại trước khi thị trường tiền điện tử có thể tăng cao hơn một cách đáng kể. Cảm giác của Elon Musk. Trong một tin tức tiêu cực hơn, Elon Musk, ông chủ lớn của Tesla, đã gửi email tới các giám đốc điều hành, thông báo về việc sa thải và đóng băng tuyển dụng toàn cầu. Nhiều trang tin tức đã đưa tin vào thứ Sáu rằng, ông cho rằng quyết định này là một cảm giác cực kỳ tồi tệ về nền kinh tế. Với việc giá cả tăng chóng mặt và cuộc chiến ở Ukraine đã đi qua tháng thứ ba, bức thư đã nêu bật triển vọng kinh tế toàn cầu ngày càng ảm đạm của gã khổng lồ xe điện. Sau khi thông báo được công bố, cổ phiếu của Tesla đã giảm 3,5% trong phiên giao dịch sáng sớm. Dự báo ảm đạm của Musk về một cuộc suy thoái kinh tế trong tương lai và hậu quả của nó không chỉ đối với các nhà sản xuất ô tô có thể làm thị trường crypto thêm khốn đốn. Mặc dù hiện tại thị trường tiền điện tử vẫn khá ổn định và đang trong trạng thái sideways, nhưng nó đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu tốt khi cho thấy các nhà giao dịch hiện tại đang im lặng cho những động thái của Fed và phản ứng thị trường chứng khoán. Các dòng suýt của Musk có thể tác động đáng kể đến các nhà đầu tư tiền điện tử, nhận định của các nhà kinh tế và chuyên gia. Các nhà kinh tế và chuyên gia đồng tình với lo ngại của Musk, dự đoán rằng nước Mỹ sẽ bước vào thời kỳ suy thoái do giá thực phẩm và xăng dầu tăng vọt. Tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng có thể góp phần gây căng thẳng kinh tế. Brent Short, một chuyên gia ô tô tại NorLB cho biết, tôi coi những lời này như một lời cảnh báo trước trong trường hợp nền kinh tế chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn. Fiona Sinkuta, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại City Index London, đã đặt ra câu hỏi sau. Liệu họ có thể hành động tích cực như họ cần không? Và rõ ràng Elon Musk không nghĩ rằng họ sẽ có thể làm được điều đó mà không đưa nền kinh tế vào một cuộc suy thoái sâu. Vì tiền điện tử có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường chứng khoán, nên rất có thể thị trường sẽ còn phải đối mặt với một đợt điều chỉnh tiếp theo. Lạm phát gia tăng cũng đã thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều này không hề có lợi cho các thị trường định hướng rủi ro như Bitcoin. Những dòng tweet của Musk, mặc dù không nhất thiết được đăng vì lợi thế tài chính của riêng ông ấy, nhưng có thể tác động đáng kể đến tâm lý các nhà đầu tư tiền điện tử. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptoLitVN, nâng cao kiến thức crypto.